Xin chào em, hôm nay cảm ơn em đến với An Phát. Không biết là cho anh thích công ty của em là không nhỉ? Em tên là Tiến Đạt, năm nay em 15 tuổi, lên lớp 10. Sở thích của em là lập trình và PC là một đam mê của em. Em lập trình là đang làm hay học nhỉ? Em đang học, hiện tại đang học. Tại sao em lại thích bộ máy này và em ý tưởng em đã làm bộ máy này như nào nhỉ? Ý tưởng bộ máy của em là đầu tiên nó phải nhỏ gọn đã. Bởi vì là tháng 9 này em sẽ đi du học các thứ nên là cho vào vali đi đơn giản hơn ấy. Em đi học ở đâu? Em du học ở Canada. Khá sở hữu chuyện đổi đời đúng không? Đúng rồi anh. Ok, thế thì không biết là cái ngoài thử đấy ra thì người ta chọn màu trắng thay vì màu đỏ hay đen khác? Bởi vì em nghĩ là khi mà cái màu đen mình, thứ nhất là mình cái sử dụng ý tưởng màu đen nó quá nhiều rồi ấy. Và thứ hai là màu đen nó tối mà em. Nó thích cái màu trắng, tròn trắng học trinh, trắng. Đúng học trinh. Đúng rồi, trắng học trinh. Ok. Rồi ok, anh hỏi chút nữa cuối cùng là tại sao em lại chọn An Phát làm nơi độ cây và thật ra lúc đầu em chọn em có tư vấn qua bên Glam ấy. Có một anh ấy giới thiệu cho em rằng là tên An Phát là ngon hơn, kinh nghiệm lâu năm hơn, mà cái tiếng của An Phát em nghe rất là lâu rồi, thế nên là em quyết định em chọn An Phát làm nơi mốt mốt tinh kế cây này. Gần đây mình quen biết mình khá là quen với anh. Thiết, tức là để cho anh chia sẻ một chút thông tin về lúc em mua hàng hay trải nghiệm em thế nào nhỉ? Rất là nhiệt tình, anh Long rất là nhiệt tình khi mà từ vào đây anh đã cả hai anh em thật ra đã bàn nhau từ khoảng 1 giờ đêm ngày hôm qua rồi. Xong rồi đến ngày hôm sau em đến hai anh bàn giá với nhau về chi phí giá cả, các ý tưởng có khả thi không, làm thời gian bao lâu. Cũng rất là hài lòng anh. Em rất là hài lòng với trải nghiệm của em. Em về sản phẩm thực tế bây giờ là em đã nhận sản phẩm, em đã xem qua chưa? Và em có thấy điều gì không hài lòng hay là điều gì không ổn? Em hoàn toàn hài lòng với ý tưởng này, mặc dù có một số điểm có thể là thực ra là do mình không đủ kinh phí thứ để mình có thể làm thêm về các ý tưởng để hài lòng mình nhất. Nhưng mà đối với số tiền mình bỏ ra và em bỏ ra và cái case em nhận được thì đây là cái gì hài lòng. Ok, cảm ơn em Đạt rất nhiều. Vâng. Cảm ơn Đạt rất nhiều. Ok, cảm ơn.